Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi lần này có nhiều điểm mới. Đáng chú ý là quy định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tạo điều kiện cho các cặp gia đình hiếm muộn. Luật đã thực sự mở ra niềm hạnh phúc không gì sánh được đối với những cặp vợ chồng không may bị hiếm muộn. Theo số liệu từ Bộ Y tế hiện nay, tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam chiếm tỷ lệ cao so với các nước trong khu vực và thế giới, 7,7%. Trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9%, vô sinh tự phát 3,8%. Ở Vĩnh Phúc hiện nay, tuy chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể vấn đề vô sinh, nhưng theo số liệu của các bác sĩ ở khoa phụ sản sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi cho biết, trung bình một ngày, khoa tiếp nhận từ 2 đến 3 cặp vợ chồng tới khám và tư vấn liên quan tới vấn đề vô sinh. Trên cơ sở của Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi, ngày 13 tháng 5, Chính phủ ban hành Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Điều này đã thực sự mở ra cơ hội được có con đối với những cặp vợ chồng không may bị hiếm muộn. Luật mang thai hộ này Quốc hội mới ban hành thì em là một người dân thì em cảm thấy là một cái cơ hội mở cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Hoặc là người ta có một số bệnh mà người ta không thể mang thai được mà người ta lại yêu muốn có con ấy ạ. Thì người ta sẽ có thể là người ta có đứa con của chính mình và người ta sẽ cảm thấy là hạnh phúc hơn. Nghị định số 10 của Chính phủ quy định rất rõ trách nhiệm, quyền lợi của các bên trong việc mang thai hộ. Việc mang thai hộ phải vì mục đích nhân đạo, được thực hiện bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó, cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai. Người được nhờ mang thai hộ chỉ được mang thai hộ một lần và phải là người thân thích cùng họ hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ. Ở độ tuổi phù hợp, có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ, đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý và đã từng sinh con. Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng. Người mang thai hộ phải được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Ngay sau khi có hiệu lực, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người biết về Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ. Cho phép mà từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 này là đã có hiệu lực rồi thì tôi nghĩ là cái luật pháp này rất là nhân đạo và rất là nhân văn ạ. Bởi vì là có những cái cặp vợ chồng họ muốn có con ấy, họ muốn có con mà bây giờ họ vì một số những cái bệnh nặng này như là bệnh tim, mắc về những cái bệnh tim phổi hoặc là những người mà người ta không có tử cung, người ta vẫn có buồng trứng bình thường do một cái tai nạn rủi ro nào đấy hoặc là do bẩm sinh người ta như thế, vì người ta không có tử cung nên không thể mang thai được mà họ vẫn có trứng và tinh trùng họ vẫn có chồng, họ có con chồng, họ tinh trùng thì họ sẽ lấy tinh trùng của chồng và trứng của mình và nhờ một người đó, anh họ hàng nhà mình mang thai hộ và họ cái đứa con đấy vẫn là của họ, là mang lại niềm hạnh phúc rất lớn cho của cặp vợ chồng đấy và gia đình. Hiện nay, vấn đề hiếm muộn đang có xu hướng phổ biến ở những người có độ tuổi trẻ. Do đó, vấn đề khám tiền hôn nhân trước khi kết hôn được xem là một trong những yếu tố quan trọng để chẩn đoán và điều trị sớm bệnh hiếm muộn. Việc mà khám tiền hôn nhân rất là quan trọng bởi vì thực ra nhưng có những bệnh lý mà mình phát hiện trước, mình điều trị trước, mình điều trị sớm thì là nó sẽ khả năng có thai nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là bây giờ tỷ lệ viêm nhiễm do phụ khoa dẫn đến vô sinh rất là cao, hoặc là những cái bệnh lý về rối loạn phóng noãn, hoặc là rối loạn dương cương ở nam giới, hoặc là rối loạn xuất tinh, rồi là những cái tinh trùng yếu ấy. Thì bây giờ mình đi khám tiền hôn nhân với bác sĩ về hỗ trợ sinh sản hoặc là một bác sĩ nào người ta có chuyên môn người ta tư vấn thì sau này cái việc mà sinh nở của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Để mà nó lâu quá thì cái gì cũng thế, nó cũng lâu quá thì nó cũng sẽ khó khăn hơn. Để tính nhân văn và pháp lý của Nghị định số 10 của Chính phủ thực sự song hành, thì các cặp vợ chồng bắt buộc nên được tư vấn tâm lý một cách kỹ lưỡng và người mang thai hộ cũng cần được ràng buộc chặt chẽ hơn nữa trong các khoản trong hợp đồng giữa các bên.